Xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày có rất nhiều những hiện tượng kỳ bí mà chúng ta thường không thể lý giải nổi. Bởi vậy mà chúng ta thường cho nó là những điềm báo tới từ thế giới bên kia, nhằm ngụ ý nhắc nhở chúng ta về một điều gì đó. Đôi khi, những hiện tượng này lại liên quan đến những thứ mà chúng ta luôn coi là linh thiêng, chẳng hạn như bát hương, linh vật kết nối giữa thần linh, tổ tiên với người cõi trần chúng ta. Vào một ngày rằm tháng 7, đột nhiên bát hương bốc cháy giữa lúc thờ cúng. Chắc chắn, ai ở vào trường hợp này cũng cảm thấy hoang mang, sợ hãi hoặc lo lắng rằng phải chăng sắp có điềm báo chẳng lành đến với gia đình. Lại đúng vào tháng cô hồn thì càng nguy hiểm gấp bội. Xét theo tình huống thực tế, việc bát hương bốc cháy có thể do nhiều nguyên nhân khách quan. Nhưng theo phong thủy, điều này liệu mang đến tai họa nào hay không? Trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng kênh Phong thủy May mắn đi tìm hiểu xem ý nghĩa của việc này để có thể tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Trước khi nghe kênh Phong thủy May mắn chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Bát hương là một vật rất linh thiêng và được đặt tại vị trí trang trọng nhất trên bàn thờ. Bát hương không chỉ thể hiện được sự biết ơn và tôn kính của gia chủ dành cho các bậc tiền tổ và đấng thần linh mà còn thể hiện được ý nghĩa tâm linh. Mỗi nén hương là sự tôn kính và là hy vọng của những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Chính vì vậy, nhiều người tin rằng với tấm lòng chân thành sẽ được bề trên chính giám và phù hộ hóa giữ thành lành. Nếu bạn muốn biết một gia đình đó có hạnh phúc hay không thì hãy quan sát trên bàn thờ tổ tiên của họ. Bát hương càng sạch sẽ và càng sáng bóng thì sẽ thể hiện được sự tôn kính với bậc tổ tiên của gia đình. Bên cạnh đó, bát hương còn được cho rằng là nơi đoàn tụ của những người đã khuất vào dịp lễ trong năm. Linh vật này là nơi để các thần linh và tổ tiên dừng chân và phù hộ cho gia chủ những điều tốt lành trong cuộc sống. Nếu trên bàn thờ không có bát hương thì không gọi là nét đẹp truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Bát hương chính là biểu tượng của sự thanh cao và thể hiện được đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Quý vị thân mến, thắp hương là một tập tục truyền thống của người Việt vào những ngày lễ, Tết và giỗ trong năm. Thắp hương chính là cách để con cháu tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà và những người đã khuất và cầu mong cho họ những điều tốt lành. Tuy nhiên, trong quá trình thắp hương, có một số gia chủ gặp phải trường hợp bát hương bị bốc cháy. Vậy nguyên nhân dẫn đến việc này là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Nguyên nhân thứ nhất, bát hương được đặt tại hướng có gió. Lý do đầu tiên dẫn đến việc bát hương bị bốc cháy đó là bát nhang được đặt tại hướng gió. Mặc dù lửa trên cây hương rất nhỏ, nhưng khi có sự tác động của gió thì vấn đề này cũng có thể được xảy ra. Nhang được làm từ tre nên rất dễ bắt lửa, lửa theo gió và làm cháy chân nhang. Bởi vậy, khi thắp hương vào những ngày có gió và thời tiết có nhiệt độ cao, bạn nên hết sức lưu ý. Hiện nay, có nhiều gia đình vì muốn đem đến không gian thờ thiêng liêng nên đã làm một phòng thờ riêng. Như vậy, sẽ không tránh khỏi tình trạng mở cửa ra. Khi có gió, sẽ thúc đẩy cháy nhanh hơn và hiện tượng bát hương bị cháy cũng là điều dễ hiểu. Nguyên nhân thứ hai, bát hương lâu ngày không được vệ sinh. Người Việt Nam ta thường có thói quen dọn chân nhang vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, đối với những gia đình ngày nào cũng thắp hương thì sẽ dẫn đến việc chân nhang ngày càng nhiều lên và lâu dần chúng sẽ khô và dễ dàng bốc cháy. Chính những tàn nhang rơi xuống đã vô tình là lý do khiến chân nhang bị đốt cháy. Ban đầu sẽ là hiện tượng cháy âm ỉ, nhưng lâu dần ngọn lửa sẽ bùng lên và lan đến các chân nhang bên cạnh. Bởi vậy, khi chân nhang đầy, bạn nên tiến hành dọn dẹp và rút bớt chân nhang để tránh được tình trạng nhang bốc cháy. Nguyên nhân thứ ba, thắp hương nhiều lần trong một ngày. Khi thắp hương càng nhiều lần trong một ngày thì chân nhang cũng càng ngày càng nhiều.
chân nhang càng nhiều trong một bát nhang thì việc bốc cháy cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Có nhiều người cho rằng thắp hương càng nhiều thì càng thể hiện được lòng thành kính của gia chủ. Tuy nhiên, cái quan trọng ở đây chính là sự thành tâm. Theo đó, mỗi ngày bạn chỉ nên thắp nhang 2 lần. Đối với những trường hợp thắp hương nhiều lần trong mỗi ngày thì nên chọn những bát nhang có kích thước lớn hơn và tránh được các tình trạng trên. Đối với những người có lòng tin về tâm linh thì mỗi hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong cuộc sống đều có nguyên do. Và tất nhiên, việc chân nhang bị bốc cháy cũng được coi là một điềm báo. Nhiều người khi gặp phải tình trạng trên đều rơi vào cảm giác lo lắng và bất an. Vậy, cháy bát hương là điểm dữ hay điểm lành? Có nhiều trường hợp, mặc dù bát hương đã đạt được các tiêu chuẩn về kích thước và có chân nhang ít, được đặt trong vị trí riêng biệt nhưng vẫn bị bốc cháy, cũng có thể là điềm báo tâm linh. Dưới cái nhìn duy tâm, bát hương cháy là điềm báo cho gia chủ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Có thể đây sẽ là chuyện tốt, nhưng cũng có thể là chuyện xấu. Nhìn chung, khi xảy ra tình trạng này, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy hoang mang và bất an. Theo các nhà phong thủy, khi bát hương bốc cháy, bạn nên để ý các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, bát hương cháy phần trên và tạo ra ngọn lửa lớn. Cháy bát hương có điểm gì không là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Khi bát hương bị bốc cháy nhưng chỉ cháy phần trên và tạo ra các ngọn lửa lớn, người xưa thường gọi là hiện tượng hóa dương. Đối với trường hợp này, bạn có thể yên tâm và không cần phải lo lắng vì đây chính là điềm báo vô cùng tốt. Theo quan niệm xưa, gia đình bạn sẽ gặp được nhiều may mắn và tài lộc trong thời gian tới. Mặc dù là vậy, nhưng bạn cũng nên lưu ý việc chân nhang bốc cháy để khắc phục kịp thời. Trường hợp thứ hai, chân nhang cháy từ phía dưới lên nhưng không tạo thành lửa. Mặc dù chân nhang chỉ bắt đầu bốc cháy âm ỉ phía dưới và không tạo ra lửa nhưng vẫn có khả năng tạo ra khói lớn. Khi xảy ra hiện tượng này, các chuyên gia phong thủy cho rằng đây là điềm báo xấu, nhưng một lời báo hiệu sẽ có chuyện gì không được may mắn sẽ xảy ra. Hiện tượng này có thể chia thành hai vấn đề. Đầu tiên là vấn đề về mồ mả của tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Có thể mồ mả trong họ tộc đang bị động nên bạn cần phải kiểm tra lại xem đây có phải là thật hay không. Nếu bạn không có kinh nghiệm thì nên nhờ các sư thầy hoặc ông bà trong gia đình để được giúp đỡ và hỗ trợ. Thứ hai, thời gian sắp tới gia chủ sẽ gặp phải vài vấn đề như trong chuyện làm ăn, về kinh tế và nên cẩn thận để tài sản tránh bị mất cắp. Tuy nhiên, khi xảy ra bất cứ trường hợp nào, bạn cũng nên cẩn trọng và nhắc nhở các thành viên trong gia đình của mình nên cẩn thận để tránh những điều không may xảy ra. Quý vị thân mến, việc cháy bát hương không phải là hiện tượng diễn ra thường xuyên, thậm chí rất khó để xảy ra. Khi thắp nhang, nhang sẽ không cháy thành ngọn lửa mà chỉ cháy âm ỉ nên khó để bốc cháy. Tuy nhiên, trong vài trường hợp vì một số lý do nào đó, hiện tượng cháy bát hương vẫn xuất hiện. Vậy khi bát hương bốc cháy thì quý vị cần làm gì? Hãy cùng kênh Phong Thủy May Mắn tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Khi xảy ra tình trạng này, bạn không nên quá hoảng hốt mà nên bình tĩnh. Xong, ít nhiều thì gia chủ cũng hết sức lo lắng và trăn trở. Thay vì đó, bạn hãy tìm cách hóa giải để mình được an tâm hơn. Việc của bạn lúc này là lau dọn và lau chùi bàn thờ một cách sạch sẽ nhất. Sau đó, hãy tiến hành tỉa và loại bỏ bớt chân nhang đã cháy để tránh cho hiện tượng này xảy ra một lần nào nữa. Đồng thời, bạn hãy lấy một ít tro hương vào, rải đều trước nhà. Ngược lại, đối với hiện tượng hóa dương, bạn nên rải tro phía sau nhà. Khi đã hoàn thành xong các bước làm trên, bạn nên mua đồ về thắp nhang để hóa giải hiện tượng trên. Đồ lễ thường sẽ là hoa, quả nên bạn có thể dễ dàng chuẩn bị hơn. Lúc này, bạn nên bỏ bát hương cũ, không nên tiếp tục sử dụng mà nên bốc bát hương mới. Khi hóa dương thì bạn nên mua lễ số lượng lẻ, còn hóa âm thì là số lượng chẵn. Quý vị thân mến, theo tâm linh, bát hương trên bàn thờ của mỗi gia đình là căn nhà vô hình của thần linh và tổ tiên, vì thế cần được giữ cẩn thận. Để bạn có thể tránh khỏi những điều cấm kỵ khi thắp hương, hãy đừng bỏ qua những lưu ý sau. Khi thắp hương và khi cây hương còn lửa, bạn nên cẩn thận tránh tình trạng cháy bát hương. Đồng thời, bạn cũng không nên để bát hương ở hướng có gió, sẽ làm nhang nhanh bị tắt và cũng làm bốc cháy chân nhang nhanh hơn. Khi thắp hương cho tổ tiên và thần linh, bạn không nên đùa giỡn mà phải thể hiện được sự thành tâm của mình. Lúc này, bạn nên thật bình tĩnh, không nên vội vàng gây bất kính với thần linh.
Như vậy mới có được nhiều tài lộc và may mắn trong cuộc sống. Châm hương là lúc bạn nên bày tỏ sự cung kính. Khi lửa cháy to, bạn nên dùng tay phất lửa hoặc dùng hương phẩy lên xuống. Tuyệt đối không thổi bằng miệng, phạm vào điều cấm kỵ. Bạn nên thường xuyên vệ sinh bát hương nhưng không làm xê dịch vì sẽ gây phật ý thần linh, tiên tổ. Đối với những bát hương có nhiều chân nhang, bạn nên tỉa bớt để tăng tính thẩm mỹ và tạo sự an toàn. Ngoài lưu ý trong việc sử dụng hương thì bạn cũng cần lưu ý về cả cách lựa chọn bát hương để trưng bàn thờ để tránh phạm vào đại tội cũng như bị thần Phật và tổ tiên của trách. Bát hương bị cháy nếu không phát hiện kịp thời sẽ gây ra tình trạng hỏa hoạn rất nguy hiểm. Do vậy, bạn không nên chọn bát hương bằng gỗ để thờ cúng vì rất khó để dập tắt nếu bị bốc cháy. Thay vì đó, bạn nên lựa chọn các bát hương được làm từ sứ. Bởi vì hầu hết các gia đình Việt Nam hiện nay thường lựa chọn bát hương bằng chất liệu này để thờ cúng. Hơn thế nữa, sản phẩm này không chỉ có tính thẩm mỹ cao, giá thành vừa phải mà chất lượng cũng rất tốt. Tuy nhiên, việc lựa chọn bát hương loại nào là phù hợp cần dựa vào nhiều yếu tố phong thủy khác nhau như không gian thờ cúng, tuổi mệnh gia chủ, không gian gia đình. Xét cho cùng trong việc thờ cúng, cho dù lựa chọn loại bát hương bằng chất liệu nào thì cái tâm của gia chủ và lòng thành kính, nhất tâm cùng bái là quan trọng nhất. Quý vị thân mến, bát hương là nơi hội tụ linh khí và được coi là linh hồn của ngôi nhà. Sau đó, linh vật này mang ý nghĩa tâm linh vô cùng lớn. Qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng bạn có thể tìm được cho mình câu trả lời phù hợp cho câu hỏi cháy bát hương là điềm dữ hay lành. Theo đó, bạn nên hết sức lưu ý và giữ gìn bát hương thật cẩn thận. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.